Dưới chân chúng ta, bề mặt trái đất ẩn chứa một bí mật kinh hoàng. Những vực thẳm khổng lồ, một số rộng hơn bạn có thể tưởng tượng, há miệng lớn trên khắp hành tinh. Từ những hẻm núi khổng lồ đến những hố sụt sâu thẳm. Chúng ta hãy cùng tham gia vào một cuộc hành trình đáng sợ khi 15 vết nứt rộng nhất trên trái đất được tiết lộ. Chúng ta có thực sự nhận thức được những mối đe dọa đang rình rập dưới chân mình, chờ đợi để định hình lại bề mặt của hành tinh. Hãy cùng khám phá chúng. Hố địa ngục. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng ở một rìa của một vực sâu hoắm và đáng sợ đến mức nó được mệnh danh là hố địa ngục. Đây không phải là một cảnh tượng trong tiểu thuyết giả tưởng. Đó là một địa điểm có thật trên trái đất. Và chính sự tồn tại của nó thách thức sự hiểu biết của chúng ta về những bí ẩn của hành tinh này. Chào mừng bạn đến với miệng núi lửa Dafaza ở Turkmenistan, một nơi trông giống bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng hơn là một địa danh địa lý. Câu chuyện về miệng núi lửa Dafaza bắt đầu vào năm 1971 khi các nhà địa chất Liên Xô đang khoan tìm kiếm khí đốt tự nhiên. Mặt đất bên dưới giàn khoan bất ngờ sụp xuống, để lại một hố lớn có đường kính khoảng 70 mét. Lo sợ khí độc thoát ra, các nhà khoa học quyết định châm lửa để đốt hết khí độc. Họ nghĩ rằng đám cháy sẽ kéo dài nhiều nhất là vài tuần, mà họ không hề biết rằng hành động này đang châm ngòi một ngọn lửa có thể cháy suốt hơn nửa thế kỷ. Giờ đây, nó là một hố lửa khổng lồ giữa sa mạc Karakum, thắp sáng bầu trời đêm bằng ánh sáng của địa ngục. Sức nóng dữ dội đến mức bạn có thể cảm nhận được nó từ xa. Cảnh tượng thật mê hoặc, gần như thôi miên. Thật dễ dàng để hiểu tại sao người dân ở địa phương gọi nó là cánh cửa địa ngục. Nhưng vẻ ngoài ấn tượng của nó, miệng núi lửa Dafaza còn là một chủ đề hấp dẫn cho nghiên cứu của khoa học. Nó mang đến một cơ hội duy nhất để quan sát tác động của việc đốt khí đốt tự nhiên lâu dài đối với môi trường. Các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đã mạo hiểm đến gần hố lửa, được trang bị một bộ quần áo chịu nhiệt và thiết bị chuyên dụng để nghiên cứu thành phần khí và đất trong khu vực. Phát hiện của họ góp phần vào sự hiểu biết của chúng ta về các mỏ khí đốt tự nhiên và tác động của rò rỉ khí đốt đến môi trường. Điều hấp dẫn hơn nữa là hệ sinh thái đã phát triển xung quanh hố lửa này. Bất chấp điều kiện khắc nghiệt, một số sinh vật vẫn có thể phát triển mạnh trong vùng đất gần miệng núi lửa. Khám phá này có ý nghĩa đối với sinh học vũ trụ, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cách sống có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt, thậm chí trên các hành tinh khác. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng ở rìa, nhìn vào trung tâm của hố lửa rực lửa này. Đó là cảnh tượng bạn sẽ không bao giờ quên. Một lời nhắc nhở sâu sắc về hành tinh năng động mà chúng ta gọi là nhà. Vết nứt xé toạc mặt đất. Sa mạc cao Oregon xa xôi có một đặc điểm địa chất đáng chú ý hấp dẫn như tên gọi của nó, Crack Integral. Đó là một vết rách lớn dài khoảng 3 km và đạt độ sâu lên tới 20 m. Đây không chỉ là một vết nứt, đó là minh chứng cho bản chất luôn thay đổi của trái đất và mang đến một cánh cửa độc đáo về các lực địa chất hình thành nên hành tinh của chúng ta. Vết nứt trên mặt đất được hình thành khoảng 12.000 năm trước, chỉ trong nháy mắt về mặt địa chất. Đó là kết quả của hoạt động núi lửa trong khu vực, đặc biệt là do nứt gãy do căng trải. Khi lớp vỏ trái đất bị tách ra một chút, một vết nứt lớn hình thành, tạo nên những gì chúng ta thấy ngày nay. Kiểu hình thành này được gọi là khe nứt núi lửa và mặc chúng phổ biến trên khắp thế giới, nhưng rất ít địa điểm có thể tiếp cận hoặc ấn tượng như vết nứt trên mặt đất tại Oregon. Không giống như nhiều sạn nứt địa chất khác đã được làm phẳng do sói mòn, vết nứt này vẫn tương đối nguyên vẹn và được bảo tồn ở dạng gồ ghề nhờ khí hậu khô cằn của khu vực. Khi đi qua khe nứt, bạn không thể không ngạc nhiên trước quy mô tuyệt vời của kỳ quan thiên nhiên này. Kết quả trực tiếp của hoạt động kiến tạo không ngừng nghỉ của trái đất. Đối với những người thích phiêu lưu, khám phá Crack Integral là một trải nghiệm đáng nhớ. Con đường hẹp xuyên qua khe nứt đòi hỏi phải di chuyển cẩn thận, nhưng hầu hết mọi người đều có thể tiếp cận được. Đó là một cuộc hành trình đưa bạn vào trong trái đất theo đúng nghĩa đen, mang đến một góc nhìn mà bạn không thể có được ở bất kỳ nơi nào khác. Vì vậy, cho dù bạn là người yêu thích địa chất, người yêu thiên nhiên hay chỉ là người đang tìm kiếm trải nghiệm đặc biệt,
Craig Indergaard là điểm đến sẽ không làm bạn thất vọng. Rãnh áo choàng đỏ, Raoul Felsga. Ở vùng đất lửa và băng, nơi thảm kịch của thiên nhiên diễn ra với những khung cảnh ngoạn mục, có một vết nứt rất sâu sắc và huyền bí, dường như là một lối đi đến một thế giới khác. Chào mừng bạn đến với Raoul Felsga, một khe nứt khổng lồ trên bán đảo Snæfellsnes ở Iceland, nơi vang vọng những truyền thuyết và sức mạnh của thiên nhiên được thể hiện đầy đủ. Khi đến gần rãnh áo choàng đỏ, điều đầu tiên khiến bạn ấn tượng là quy mô tuyệt đối của nó. Có thể nói, đây không chỉ là một vết nứt trên mặt đất, đó là một vết nứt lớn chia đôi một ngọn núi. Vết nứt, một phần của hệ thống núi lửa không hoạt động, được tạo ra bởi lực chuyển động kiến tạo to lớn và hoạt động núi lửa đã hình thành nên Iceland qua nhiều thiên niên kỷ. Bạn có thể coi nó như một vết sẹo khổng lồ do những chuyển động không ngừng nghỉ của trái đất để lại. Một lời nhắc nhở về các quá trình năng động tiếp tục hình thành hành tinh của chúng ta. Nhưng rãnh áo choàng đỏ không chỉ là một kỳ quan địa chất, nó thấm đẫm văn hóa dân gian Iceland. Theo truyền thuyết, khe nứt được đặt theo tên của Raoul Felsga, một người đàn ông bị một thủ lĩnh địa phương ném xuống vực sâu. Câu chuyện này tạo thêm bầu không khí huyền bí cho địa điểm này, khiến chuyến thăm có cảm giác như bước vào một câu chuyện từ thời đại Viking. Khi bước vào kẽ hở, bạn gần như có thể nghe thấy những lời thì thầm về những câu chuyện và huyền thoại cổ xưa được truyền qua nhiều thế hệ. Cuộc hành trình đến Raoul Felsga, bản thân nó đã là một cuộc phiêu lưu. Một con đường hẹp đầy đá dẫn vào trung tâm của khe nứt, nơi ánh sáng mặt trời khó xuyên qua. Những bức tường cao phía trên bạn, phủ đầy rêu và địa y, làm tăng thêm bầu không khí của thế giới khác. Nước nhỏ giọt từ các kẽ hở bên trên, tạo nên một bản giao hưởng âm thanh tự nhiên, giúp nâng cao trải nghiệm. Nó giống như đi bộ qua một thánh đường tự nhiên, với những bức tường vang vọng bước chân của những người mạo hiểm vào bên trong. Bên trong Raoul Felsga, cảnh quan thay đổi khi bạn tiến bộ. Càng đi xa, bạn càng cần phải di chuyển qua những tảng đá và dòng suối. Đó là một chuyến đi đầy thử thách nhưng bổ ích. Một chuyến đi cho thấy những đặc điểm đa dạng của sự hình thành địa chất này. Từ một số vị trí thuận lợi nhất định trong khe nứt, bạn có thể nhìn thoáng qua khung cảnh Iceland tuyệt đẹp bên ngoài, được bao quanh bởi các cạnh lởm chởm của khe nứt. Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của rãnh áo choàng đỏ là cách nó thay đổi theo mùa. Vào mùa đông, khe nứt được tô điểm bởi những cột băng và tuyết, tạo nên một khung cảnh huyền ảo băng giá. Vào mùa hè, nước tan chảy tạo thành những thác nước và dòng suối nhỏ, thổi sức sống vào địa hình hiểm trở. Đó là nơi mà mỗi bước đi sẽ đưa bạn đi sâu hơn vào những bí mật của trái đất và đến gần hơn với trung tâm cảnh quan mê hoặc của Iceland. Camomua. Ẩn mình trong khung cảnh tươi tốt của đảo lớn của Hawaii là một kỳ quan địa chất được coi là bằng chứng về thiên nhiên sống và thở của trái đất. Đây là Camomua, một địa điểm phun trào khe nứt ngoạn mục nằm trong công viên quốc gia núi lửa Hawaii. Đó là nơi bạn có thể tận mắt chứng kiến khả năng sáng tạo và hủy diệt của trái đất. Tất cả đều ở một địa điểm đầy cảm hứng. Camomua trở nên nổi tiếng vào năm 2011 khi một vụ phun trào khe nứt nghiêm trọng xảy ra dọc theo vùng tách giãn phía đông của núi lửa Kilauea. Sự kiện này là một thời điểm quan trọng trong lịch sử địa chất, mở ra một loạt các vết nứt, một số vết nứt kéo dài hàng km. Khi magma tràn lên bề mặt, nó tạo ra vùng đất mới, làm thay đổi cảnh quan một cách sâu sắc và lâu dài. Điều khiến Camomua trở nên hấp dẫn là vai trò của nó trong việc định hình liên tục đảo lớn của Hawaii. Kilauea, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, đã tạo thêm các lớp mới cho hòn đảo trong hàng trăm nghìn năm. Mỗi vụ phun trào đều góp phần vào sự phát triển của hòn đảo và Camomua là một ví dụ điển hình cho quá trình đang diễn ra này. Khi bạn đứng gần những vết nứt này, bạn thực sự đang đứng trên một vùng đất mới nhất trên trái đất. Đôi thay thơ. Trên thảo nguyên trải dài ở Alberta, Canada, có một nơi trái đất đã mở ra để lộ mạng lưới các vết nứt sâu dường như dẫn đến thế giới ngầm. Đây là Tater Hills, một ví dụ ít được biết đến hơn nhưng không kém phần hấp dẫn về tính chất năng động của trái đất. Không giống như các vết nứt bốc lửa của các vùng núi lửa, Tater Hills
thể hiện một loạt các vết nứt khác được hình thành bởi các quá trình xói mòn và chuyển động trầm tích tự nhiên. Đồi Taylor là một phần của vùng đất xấu Canada, nổi tiếng với những cảnh quan độc đáo và ấn tượng. Trải qua hàng triệu năm, sức mạnh của nước và gió đã điêu khắc nên vùng đất này, tạo ra những thung lũng sâu, những hang động và tất nhiên là cả những vết nứt khiến Taylor Hills trở nên hấp dẫn. Những vết nứt này hay vết nứt trên đất có thể sâu vài mét, được hình thành khi đất rào đất sét co lại và giãn ra khi độ ẩm thay đổi. Khi bạn bước đi giữa chúng, bạn sẽ cảm thấy giống như đang điều hướng một câu đố khổng lồ. Với mỗi bước, sẽ tiết lộ một góc nhìn mới về các mô hình phức tạp của trái đất. Điều đặc biệt đáng ngạc nhiên ở Taylor Hills là các vết nứt liên tục thay đổi. Chúng mở rộng và co lại theo mùa. Đôi khi mở ra đủ rộng để nuốt chửng một cái cây trưởng thành, và đôi khi lại đóng chặt đến mức bạn khó có thể biết chúng ở đó. Tính chất năng động này khiến Taylor Hills trở thành một nơi thú vị và có phần khó đoán để khám phá. Về mặt địa chất, Taylor Hills mang đến cái nhìn ngoạn mục về quá khứ. Các lớp đá trầm tích kể câu chuyện về biển cổ, đồng bằng sông và khí hậu thay đổi. Hóa thạch thường được tìm thấy trong khu vực, tàn tích của những sinh vật từng sinh sống trong môi trường cổ xưa này. Đối với các nhà địa chất và cổ sinh vật học mới vào nghề, Taylor Hills là một kho tàng khám phá đang chờ được thực hiện. Đối với du khách, Taylor Hills mang đến một cuộc phiêu lưu ngoài trời độc đáo. Bạn có thể đi dọc theo mép các vết nứt, nhìn vào độ sâu của chúng hoặc cẩn thận tìm đường xuống các vết nứt. Đó là nơi truyền cảm hứng cho cả sự thận trọng và sự tò mò khi bạn bước đi trên rìa vết thương hở của trái đất. Dạn nứt Đông Phi. Trong vùng đất rộng lớn của Đông Phi, một sự kiện địa chất hoành tráng đang diễn ra ngay trước mắt của chúng ta. Đó là một quá trình lớn lao và mạnh mẽ đến mức nó đang dần chia đôi một lục địa. Chào mừng bạn đến với dạn nứt Đông Phi, một trong những hệ thống dạn nứt tích cực và quan trọng nhất trên hành tinh của chúng ta. Trải dài hơn 3.500 km từ thung lũng Jordan ở Trung Đông tới Mozambique ở phía Nam. Vết nứt này không chỉ là một vết nứt trên trái đất, nó là một vết nứt ngày càng phát triển, sẽ định hình lại các bản đồ và hệ sinh thái trong hàng triệu năm tới. Dạn nứt Đông Phi là duy nhất vì đây là ranh giới mảng kiến tạo phân kỳ đang hoạt động. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Về cơ bản, lục địa châu Phi đang dần bị tách ra. Trải qua hàng triệu năm, mảng Somali và mảng Nubian đã dịch chuyển ra xa nhau, tạo nên những thung lũng tách giãn khổng lồ này. Đó là một quá trình mạnh mẽ đến nỗi nó làm thay đổi hình dạng của bề mặt trái đất. Các nhà khoa học tin rằng trong khoảng 10 triệu năm nữa, vết nứt này sẽ phát triển đến mức chia cắt lục địa châu Phi, tạo ra một đại dương mới. Và sự chuyển động của các mảng kiến tạo đã cho phép magma từ sâu bên trong trái đất bốc lên, dẫn đến các vụ phun trào núi lửa thường xuyên và hình thành nên những cảnh quan tuyệt đẹp như cao nguyên Ethiopia. Môi trường đa dạng của dạn nứt đã định hình sự tiến hóa của loài người trong hàng triệu năm. Nhiều hóa thạch vượn nhân hình quan trọng nhất, bao gồm cả hóa thạch của tổ tiên loài người đầu tiên, đã được tìm thấy ở thung lũng Crete. Đó là lý do tại sao nó còn được gọi là cái nôi của loài người. Khi bạn khám phá vết nứt, bạn đang đi theo bước chân của tổ tiên sớm nhất của chúng ta, lần theo con đường tiến hóa của loài người, Kirk Burton. Ở trung tâm các vịnh hẹp tuyệt đẹp của Na Uy, có một cảnh tượng thiên nhiên vừa ly kỳ vừa đẹp mắt, Kirk Burton. Tảng đá khổng lồ này nằm giữa hai vách đá trên núi Kirk, bay lơ lửng trên vực thẳm dài 984 m, và mang đến cơ hội chụp ảnh và mang đến cảm giác mạnh adrenaline độc đáo cho những người táo bạo. Được hình thành khoảng 10.000 năm trước trong kỷ băng hà cuối cùng, Kirk Burton bị mắc kẹt trong một khe núi do các sông băng rút lui, tượng trưng cho sự cân bằng và sức chịu đựng của thiên nhiên. Kích thước khoảng 5 mét khối, nó bất chấp trọng lực, vẫn được giữ chắc chắn bất chấp các yếu tố. Cuộc hành trình đến Kirk Burton cũng ngoạn mục như chính đích đến vậy. Những nhà thám hiểm đi bộ qua những cảnh quan tuyệt đẹp của Na Uy, vượt qua những con đường dốc và những con đường đầy đá, có thể băng qua một cây cầu treo. Chuyến đi bộ đầy thử thách này mang lại cho du khách tầm nhìn tuyệt vời ra các vịnh hẹp và núi non. Khi bạn đến được Kirk Burton, thử thách thực sự sẽ bắt đầu.
Bước lên tảng đá là thử thách lòng can đảm. Không có gì ngoài không khí mở rộng bên dưới bạn và việc nhận ra độ cao có thể khiến bạn choáng váng. Nhưng đối với những người thu hết can đảm để bước vào đó, cảm giác đó thật phấn khởi. Bạn đang đứng trên một kỳ quan thiên nhiên lơ lửng giữa trời và đất với phong cảnh Na Uy hùng vĩ trải rộng trước mắt. Giếng to. Quay trở lại Oregon, có một kỳ quan thiên nhiên khác dường như thách thức các quy luật tự nhiên. Nằm dọc theo bờ biển gồ ghề và tuyệt đẹp, nó được gọi là giếng to, thường được gọi là ống thoát nước của Thái Bình Dương. Cái hố ngoạn mục trên đại dương này dường như đang nuốt chửng không ngừng vùng biển xung quanh, tạo nên cảnh tượng đầy mê hoặc và có phần đáng sợ, thu hút các nhiếp ảnh gia và nhà thám hiểm từ khắp nơi trên thế giới. Giếng to nằm gần mũi Perpetua và được cho là một hang động biển bị sụp đổ do sức mạnh không ngừng của sóng biển. Cái hố sâu khoảng 20 feet và có thể khá nguy hiểm, đặc biệt là khi thủy triều lên hoặc khi có bão, khi nước cuốn dữ dội, bắn lên trên rồi chảy ngược vào cái hố dường như không đáy. Điều khiến giếng to trở thành một đặc điểm địa chất độc đáo là cách nó tương tác với đại dương. Khi thủy triều lên, nước sẽ tràn vào lỗ từ dưới lên, lấp đầy từ bên trong, sau đó phun trào lên trên một cách ấn tượng. Một lúc sau, nước lại chảy vào hố, tạo thành một chu kỳ nhịp nhàng, quyến rũ, vừa đẹp mắt, vừa đầy cảm hứng. Đến thăm giếng to mang đến cơ hội chứng kiến sức mạnh nguyên sơ và vẻ đẹp của thiên nhiên. Cảnh tượng đại dương liên tục lấp đầy và cạn kiệt cái vạc đá này là lời nhắc nhở về sức mạnh của Thái Bình Dương và tính chất luôn thay đổi của các bờ biển của chúng ta. Đó là nơi bạn có thể nhìn, nghe và cảm nhận sức mạnh của đại dương khi nước gầm rú, phun trào và xoáy vào và ra khỏi kỳ quan thiên nhiên này. Thành phố Palu. Tọa lạc tại trung tâm Indonesia, thành phố Palu nằm trong khu vực nơi vẻ đẹp của thiên nhiên xen kẽ với nguy cơ bị hủy diệt. Thành phố này ẩn mình trong thung lũng Palu dài và hẹp, đã chứng kiến một trong những ví dụ nổi bật nhất về hoạt động của lực kiến tạo trái đất. Đó là nơi mà mặt đất dưới chân bạn chứa đựng câu chuyện về sức mạnh, khả năng phục hồi và sự chuyển động không ngừng nghỉ của hành tinh chúng ta. Thành phố Palu nằm trên đảo Sulawesi, một khu vực được xác định bởi bối cảnh địa chất phức tạp. Nó được bao quanh bởi các dãy núi và nằm trong đứt gãy Palu Koro, một đường đứt gãy lớn chạy xuyên qua thung lũng. Đứt gãy này là một phần của mạng lưới ranh giới kiến tạo phức tạp, khiến Indonesia trở thành một trong những nơi có hoạt động địa chấn mạnh nhất trên trái đất. Năm 2018, thành phố Palu hứng chịu trận động đất và sóng thần kinh hoàng, khiến cả thế giới chú ý đến khu vực tương đối xa lạ này. Trận động đất mạnh 7,5 độ Richter không chỉ làm rung chuyển mặt đất, nó gây ra một hiện tượng hiếm gặp và đáng sợ, gọi là hóa lỏng đất. Ở một số khu vực, mặt đất rắn chuyển sang dạng lỏng, nuốt chửng các tòa nhà và nhà cửa, đồng thời định hình lại cảnh quan chỉ trong chốc lát. Thảm họa này là một lời nhắc nhở rõ ràng về sức mạnh tiềm ẩn bên dưới bề mặt và những rủi ro khi sống trong môi trường địa chất năng động như vậy. Nhưng tại sao điều này lại xảy ra? Câu trả lời nằm ở kiến tạo độc đáo của khu vực. Đảo Sulawesi đang bị kéo và vặn xoắn bởi sự tương tác phức tạp giữa các mảng vi mô tạo nên phần này của thế giới. Đứt gãy Palu Koro là một đứt gãy trượt ngang, trong đó đất ở hai bên di chuyển ngang qua nhau. Kiểu chuyển động này có thể gây ra những trận động đất đáng kể vì áp lực tích tụ qua nhiều năm đột ngột được giải phóng. Ngày nay, những ngọn núi, thung lũng và các đứt gãy kể câu chuyện về một vùng đất luôn thay đổi, được hình thành bởi các thế lực sâu thẳm trong lòng trái đất. Đứt gãy Motagua. Ở trung tâm Trung Mỹ, trải dài trên những cảnh quan tuyệt đẹp của Guatemala, có một đặc điểm địa chất có sức mạnh và tầm quan trọng to lớn. Một nơi mà bạn có thể nhìn thấy trái đất đang chuyển động theo đúng nghĩa đen. Đây là đứt gãy Motagua. Đứt gãy Motagua là một đường đứt gãy lớn đánh dấu ranh giới giữa các mảng kiến tạo Bắc Mỹ và Caribe. Nó chạy dài khoảng 300 km, cắt một đường có thể nhìn thấy trên địa hình Guatemala. Đó là một đứt gãy trượt ngang, có nghĩa là ở phần đất ở hai bên của nó đang di chuyển qua ngang nhau. Chuyển động này không trơn tru và ổn định mà xảy ra đột ngột khi có động đất. Vụ nổi tiếng nhất trong số này xảy ra vào năm 1976, khi một trận động đất kinh hoàng dọc theo đường đứt gãy
đã giết chết hàng nghìn người và khiến nhiều người mất nhà cửa hơn. Sự kiện này là lời cảnh tỉnh cho khu vực, nêu bật nhu cầu cấp thiết và chuẩn bị cho động đất và thực hành xây dựng tốt hơn. Một trong những khía cạnh thú vị nhất của đứt gãy Motagua là cách nó định hình cảnh quan Guatemala. Trải qua hàng triệu năm, sự chuyển động dọc theo đứt gãy đã tạo ra sự kết hợp độc đáo của các đặc điểm địa chất. Có các thung lũng và dạng núi, suối nước nóng và các mỏ khoáng sản. Tất cả đều là kết quả của quá trình mài mòn liên tục với lớp vỏ trái đất. Đối với những người quan tâm đến địa chất hoặc chỉ quan tâm đến vẻ đẹp của thiên nhiên, khu vực xung quanh vết nứt là một kho tàng phong cảnh và trải nghiệm. Nhưng nó có ý nghĩa gì với những người sống gần đứt gãy Motagua? Cuộc sống ở khu vực này là sự cân bằng giữa lợi ích và rủi ro khi sống ở một nơi năng động như vậy. Đất đai màu mỡ và tài nguyên khoáng sản do đứt gãy tạo ra hỗ trợ cho nông nghiệp và công nghiệp, nhưng nguy cơ động đất luôn hiện hữu. Các cộng đồng trong khu vực này đã học cách thích nghi, xây dựng các công trình vững chắc hơn và phát triển các kế hoạch khẩn cấp. Đây là nơi mà các lực định hình hành tinh của chúng ta được thể hiện đầy đủ, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sự cân bằng mong manh giữa cuộc sống con người với các lực lượng của thiên nhiên. Hồ Rufus. Ở góc Tây Bắc của Tennessee, giữa một cảnh quan nổi tiếng với những ngọn đồi nhấp nhô hơn là hoạt động địa chấn là Hồ Rufus, một vùng nước độc đáo với câu chuyện có nguồn gốc đầy biến động. Không giống như hầu hết các hồ được hình thành bởi sông băng hoặc trầm tích sông, Hồ Rufus tồn tại nhờ một trong những loạt trận động đất mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trở lại mùa đông năm 1811-1812, trung tâm thung lũng sông Mississippi rung chuyển bởi hàng loạt trận động đất mạnh, ước tính mạnh tới 8,0 độ Richter. Tâm chấn ở gần thị trấn New Madrid, Missouri, nhưng ảnh hưởng có thể cảm nhận được ở xa tới tận thành phố New York và Boston. Các trận động đất khiến đất dâng cao và sụt lún, sông chảy ngược và thậm chí hình thành những thác nước mới. Nhưng một trong những thay đổi mạnh mẽ nhất là việc tạo ra hồ Rufus. Các trận động đất khiến sông Mississippi thay đổi dòng chảy, làm ngập một khu rừng để tạo thành hồ Rufus. Những thân cây bị nước tràn vào bất ngờ chết đuối vẫn đứng sừng sững ở một số nơi trong hồ. Những thân cây trơ trụi nổi lên như những nhân chứng thầm lặng cho sự ra đời đầy kịch tính của hồ. Ngày nay, hồ Rufus có diện tích khoảng 15.000 mẫu Anh, với độ sâu trung bình khoảng 1,5 mét, khiến nó trở thành một trong những hồ nông nhất trong bang. Nhưng hồ Rufus không chỉ là lời nhắc nhở về những trận động đất trong quá khứ, đó là một hệ sinh thái thịnh vượng và là tiên đường cho động vật hoang dã. Hồ và vùng đất ngầm nước xung quanh là nơi sinh sống của nhiều loài chim, cá và động vật hoang dã khác. Đến thăm hồ Rufus, bạn sẽ tìm thấy khung cảnh yên tĩnh với những cây bách phủ đầy rêu Tây Ban Nha và những bông hoa súng nổi lên trên mặt nước. Nhưng khi bạn lướt trên mặt nước trên một chiếc thuyền hoặc đi bộ dọc theo bờ biển, thật thú vị khi nghĩ về những sự kiện bạo lực đã tạo nên khung cảnh yên bình này. Hồ là lời nhắc nhở rằng vẻ đẹp có thể đến từ sự hỗn loạn và thiên nhiên có cách chữa lành và thích nghi sau cả những sự kiện thảm khốc nhất. Valerio Molini. Ẩn mình trong khung cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ của miền Nam nước Ý là Valerio Molini, hay thung lũng các nhà máy, một kỳ quan địa chất có lịch sử phong phú. Được hình thành hơn 35.000 năm trước do hoạt động núi lửa dữ dội từ Campi Flegre và Vesuvius. Gần đó, hẻm núi sâu này được tạo hình thêm bởi một dòng suối nhỏ không ngừng chảy. Cho đến đầu thế kỷ 20, thung lũng này vẫn nhộn nhịp với ngành công nghiệp, có các nhà máy chạy bằng dòng nước để nghiền lúa mì và các hàng hóa khác. Tuy nhiên, khi các quá trình công nghiệp phát triển, các nhà máy đã bị bỏ hoang, để lại thiên nhiên dệt nên những mảng xanh xuyên qua những công trình kiến trúc đổ nát. Ngày nay, Valerio Molini là một nơi thanh bình, nơi tàn tích của sự khéo léo của con người được ôm ấp trong vòng tay của thiên nhiên. Cây thường xuân và rêu tô điểm cho những bức tường đá cũ, tạo nên một khung cảnh siêu thực như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết giả tưởng. Đó là bằng chứng về thời kỳ mà các dòng suối tự nhiên rất quan trọng đối với sự tồn tại của ngành công nghiệp và con người. Du khách có thể tản bộ
đi qua địa điểm đẹp đến ám ảnh này, khám phá những con đường dẫn xuống thung lũng, khám phá sự tương phản nổi bật giữa các công trình kiến trúc nhân tạo cổ xưa và vẻ đẹp bền bỉ của thiên nhiên. Tham quan Valle de Molini là một trải nghiệm, một cuộc hành trình ngược với thời gian, mang đến một lối thoát yên bình khỏi cuộc sống hiện đại và cơ hội suy ngẫm về sức mạnh lâu dài của thiên nhiên và lịch sử loài người. Khe nứt Rio Grande. Ở phía tây nam của Hoa Kỳ, trải dài từ Colorado đến New Mexico, có một đặc điểm địa chất đáng chú ý. Khe nứt Rio Grande không giống như nhiều dạng nứt nổi tiếng trên thế giới. Dạng nứt Rio Grande không nằm ở một khu vực xa xôi, khó tiếp cận, mà chạy qua một khu vực sầm uất với các thành phố và thị trấn. Nó dài khoảng 700 km và có chiều rộng khác nhau, khiến nó trở thành một trong những đặc điểm địa chất quan trọng nhất ở Bắc Mỹ. Rio Grande là một khu vực rộng lớn và vẫn còn hoạt động, nơi lớp vỏ trái đất đang bị tách ra, một quá trình bắt đầu khoảng 30 triệu năm trước. Sự kéo dài của lớp vỏ này đã tạo ra một loạt lưu vực và dãy xác định địa hình độc đáo của khu vực. Nếu đến thăm khu vực này, bạn sẽ thấy bằng chứng về sự tách biệt đang diễn ra này trong những cảnh quan ấn tượng, từ những đỉnh núi cao của dãy núi Sangre de Cristo đến vực sâu của hẻm núi Rio Grande. Ngày nay, vết nứt đã định hình cảnh quan một cách sâu sắc, tạo nên thung lũng Rio Grande tuyệt đẹp và ảnh hưởng đến tài nguyên nước của khu vực. Đây là khu vực có suối nước nóng tự nhiên, các thành tạo núi lửa ấn tượng và hệ sinh thái đa dạng, tất cả đều nhờ hoạt động địa chất bên dưới bề mặt. Sông Rio Grande trải qua khe nứt là huyết mạch của khu vực, hỗ trợ các hệ sinh thái và cộng đồng đa dạng. Các cảnh quan ở đây đã là nơi sinh sống của người dân bản địa trong hàng nghìn năm và tiếp tục là nơi có tầm quan trọng về văn hóa và tinh thần. Ngoài ra, địa chất độc đáo của khu vực đã tạo ra vùng đất nông nghiệp màu mỡ, các suối nước nóng dọc theo khe nứt là điểm đến phổ biến để thư giãn và trị liệu. Thác băng Khumbu. Ẩn mình trên dãy Himalaya cao, trên đường lên đỉnh Everest, là một trong những nơi nguy hiểm và đáng kinh ngạc nhất trên trái đất. Thác băng Khumbu là một dòng sông băng chuyển động liên tục với những khe nứt đủ sâu để nuốt chửng một tòa nhà lớn và những cột nước cao chót vót có thể sụp đổ mà không báo trước. Nó là một thách thức ghê gớm ngay cả với những nhà leo núi giàu kinh nghiệm nhất. Tuy nhiên, vẻ đẹp và sự hùng vĩ của nó vẫn tiếp tục thu hút các nhà thám hiểm từ khắp nơi trên thế giới. Thác băng Khumbu nằm ở đầu sông băng Khumbu, ngay bên dưới phía tây của Everest. Khi sông băng di chuyển chậm rãi từ đỉnh Himalaya, nó nứt ra và vỡ ra, tạo ra một khung cảnh băng hỗn loạn, vừa mê hoặc vừa nguy hiểm. Thác băng di chuyển với tốc độ khoảng 0,5 đến 1 mét mỗi ngày. Điều này có vẻ là không nhiều, nhưng trong thế giới sông băng, nó được coi là khá mạnh. Chuyển động này có nghĩa là cảnh quan của thác băng luôn thay đổi, với các khe nứt và thác băng mới hình thành thường xuyên. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của thác băng Khumbu là những khe nứt sâu cắt xuyên qua lớp băng. Những khe nứt này có thể bị che khuất bởi những lớp tuyết mỏng, khiến chúng trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với những người leo núi. Để vượt qua địa hình hiểm trở này, những người leo núi phải dựa vào thang và dây thừng được đặt trên các khe nứt bởi một nhóm người Sherpa giàu kinh nghiệm được gọi là bác sĩ thác băng. Những cá nhân dũng cảm này làm việc để tìm ra con đường an toàn nhất qua thác băng. Nhưng băng dịch chuyển có nghĩa là tuyến đường có thể thay đổi từ ngày này sang ngày khác. Nhưng tại sao thác băng Khumbu lại tồn tại? Câu trả lời nằm ở bản chất của sông băng. Khi sông băng chảy xuống thung lũng, nó gặp phải những sườn dốc lớn. Băng ở đỉnh dốc di chuyển nhanh hơn băng ở phía dưới, khiến nó bị nứt và vỡ ra. Kết quả là cảnh quan hỗn loạn, lộn xộn của thác băng. Bất chấp sự nguy hiểm của nó, thác băng Khumbu là nơi có vẻ đẹp siêu thực. Những dãy núi cao chót vót phát sáng với sắc xanh lam và trắng, đồng thời tầm nhìn ra các đỉnh Himalaya xung quanh thật ngoạn mục. Đối với nhiều nhà leo núi, vượt thác băng là một trong những phần đáng nhớ nhất trong hành trình lên đỉnh Everest. Greer Taja, nổi tiếng là địa điểm quay phim của loạt phim sử thi Game of Thrones, Greer Taja ở Ireland là một kỳ quan thiên nhiên đầy mê hoặc, làm say đắm cả người hâm mộ
lẫn các nhà địa chất. Nằm ở gần hồ Bivat ở phía đông bắc Ireland, hang động dung nham nhỏ với suối nước nóng hấp dẫn này là một spa địa nhiệt tự nhiên, biểu tượng cho hoạt động núi lửa của Ireland, đồng thời là nơi có vẻ đẹp và sự yên bình. Sự quyến rũ của Kriotaja là sự tương phản của nó. Từ bên ngoài, bạn có thể không thấy gì khác ngoài một vết nứt gồ ghề trên cánh đồng dung nham. Nhưng khi bước vào bên trong, bạn sẽ lạc vào một thế giới của làn nước trong xanh, ấm áp và những bức tường đá mịn màng. Hang động được chia thành hai phần bởi một lối vào hẹp. Khi vào bên trong, bạn được bao quanh bởi hơi ấm của trái đất, hơi nước bốc lên nhẹ nhàng từ suối nước nóng lấp đầy đáy hang. Nước ở Kriotaja được làm nóng bởi các hoạt động núi lửa bên dưới bề mặt Ireland. Trong nhiều năm, người dân địa phương đã sử dụng hang động này là nơi tắm tự nhiên. Tận hưởng làn nước ấm áp có thể đạt tới nhiệt độ khoảng 113 độ F. Tuy nhiên, trong thời gian núi lửa hoạt động mạnh, nhiệt độ có thể tăng quá cao để tắm an toàn. Sự thay đổi này là lời nhắc nhở về tính chất luôn thay đổi của cảnh quan địa nhiệt ở Ireland. Lịch sử của Kriotaja càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của nó. Vào thế kỷ 18, hang động là nơi ở của John Macpherson, kẻ ngoài vòng pháp luật, sống trong hang và sử dụng suối nước nóng để tắm. Trong những năm qua, nơi đây đã trở thành địa điểm nổi tiếng đối với người dân địa phương cũng như khách du lịch bởi trải nghiệm độc đáo khi tắm trong hang động. Nhưng Kriotaja không chỉ là nơi ấm áp và kỳ diệu. Nó cũng là một địa điểm địa chất hấp dẫn. Nó nằm trên sống núi giữa Đại Tây Dương, ranh giới giữa các mảng kiến tạo Á Âu và Bắc Mỹ. Dãy núi này đang dần kéo Ireland ra xa nhau, tạo ra những vết nứt và vết nứt mới trên trái đất, giống như Kriotaja. Đến thăm hang động là cơ hội được nhìn cận cảnh quá trình địa chất này, được đứng ở nơi hai lục địa đang dần xa nhau.